Thì chúng ta luôn trải qua năm bước: chạm mặt, nạp cát, nạp tỳ, thịnh kỳ và nương thân. Cùng với dòng thời gian trôi đi và sự thay đổi về nền văn hóa, thì ngày hôm nay gia đình nhà trai trở về với gia đình nhà gái cùng có ba cơ chồng. Và xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn gia đình nhà trai sẽ giới thiệu lượt về ba cơ chồng và các mâm sinh lễ nạp tài, giới thiệu về ngày giờ xin cưới và xin được chính thức đón dâu. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa các cụ, các bác, bà, cô dì, chú bác, hôm nay cũng được sự thống nhất của hai bên gia đình nhà trai chúng tôi có ba cưới chồng. Cưới chồng thứ nhất là cưới chồng ăn hỏi, và cưới chồng thứ ba là cưới chồng xin cưới. Như vậy là gia đình nhà trai chúng tôi sẽ xin cưới vào ngày 6 tháng 6 năm Quý Mão, 6 tháng 8 năm Quý Mão, tức là ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tức là gia đình nhà trai chúng tôi xin dâu vào lúc 9 giờ kém và về dâu lúc và tổ chức lên trên tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu vào lúc 10 giờ hơn. Vâng, tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu là 11 giờ. Vâng, như vậy là thủ tục vâng, như vậy là 7 giờ 5 là gia đình nhà trai chúng tôi xuất phát. Vâng. Nhà trai đã giới thiệu rất rõ ràng lần lượt về ba cưa chầu. Cưa chầu đầu tiên, cưa chầu ăn hỏi dâng về với gia tiên tổ đường để thể hiện chân lòng hiếu kính và hiếu đạo. Cưa chầu thứ hai đó là cưa chầu dẫn lễ nạp tài cùng với bảy mâm sinh lễ nạp tài với các thông điệp phúc, lộc, thọ, khang, ninh, hạnh phúc. Cây chầu thứ ba đó là cây chầu định ngày giờ xin cưới. Ý kiến của gia đình nhà trai đó là vào ngày thứ tư 20 tháng 9 2023, tức là ngày 6 tháng 8 năm Quý Mão, vào lúc hơn 7 giờ một chút thì gia đình nhà trai xuất phát từ quê hương Thọ Xuân và có mặt tại gia đình nhà gái vào lúc hơn 8 giờ để thực hiện chương trình lễ vô quy. 9 giờ kém gia đình nhà trai xin được chính thức đón dâu. Và chương trình lễ thành hôn được diễn ra vào lúc 11 giờ kém tại gia đình nhà trai, đúng như tấm thiệp hồng mà quý vị đã đón nhận được đến từ gia đình nhà trai và gia đình nhà gái trong suốt những ngày qua. Xin được trân trọng loan báo hạnh phúc cho toàn thể quý vị. Và bây giờ xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái thay lời cho bố Thuận mẹ Hòa đồng ý chấp nhận ba cây chầu, các mâm sinh lễ nạp tài, có nghĩa rằng đồng ý trọng đạn là thành viên mới của đại tộc gia đình nhà gái chúng ta bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Alo.
kính thưa hai họ, kính thưa ban tổ chức, đại diện cho gia đình của gái chúng tôi, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể hai họ yêu thương, mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc phúc gia đình của họ đang mạnh khỏe, hạnh phúc, trẻ mãi lâu đẹp. Vâng, theo như ông bà ta ngày xưa đã nói rồi, gái lớn thì phải có vợ, mà gái lớn thì lấy chồng. Đến hôm nay được sự biết tí của hai bên gia đình, hai cháu thì gia đình họ trai đã, cũng như gia đình trai đã nói có ba cái lễ. Cái lễ đầu tiên là lễ ăn hỏi, lễ thứ hai là lễ vật tài, lễ thứ ba là lễ sinh ngày giờ. Thì thay mặt gia đình họ gái chúng tôi cũng xin chấp nhận nhất trí theo quan điểm của bác trưởng đoàn họ trai. Thì sau đây hai bên gia đình cũng như hai cháu cùng toàn thể hướng đường và gia đình họ gái chúng tôi chấp nhận xin mời hai họ cùng toàn thể hôn trường mời đầu, mời nước, mời thuốc. Vâng, tôi xin cảm ơn. Kính thưa với toàn thể quý vị, như vậy là gia đình nhà trai vui mừng, gia đình nhà gái đã chính thức vui lại được nhân đôi vuông tròn. Niềm vui mới biết niềm vui và niềm hạnh phúc xin được chính thức nhân duyên. Trăm năm chồng bạn hương cao và trăm năm hạnh phúc xin được bắt đầu từ đây. Miếng châu là miếng châu câu, mẹ cha gia đình ta về cùng nhau. Xin trân trọng kính mời hai mẹ, chúng ta sẽ cùng vui lòng đồng đứng lên, nâng cao cơ chầu để cha và đón nhận. Hai bố sẽ cùng dành tặng cho nhau cả bắt tay để siết chặt mối tình thông gia. Xin mời hai mẹ trao chầu, hai bố sẽ chính thức bắt tay. Chúng ta sẽ nhìn ra ngoài để ghi hình ạ. Quý vị ơi, vỗ tay đồng nhiệt để chúc mừng và chúc mừng. Xin mời bố mẹ chúng ta sẽ ngồi xuống vị trí của mình. Trân trọng kính mời chú rể trọng đạt sẽ cùng trở ra vị trí bên ngoài. Trân trọng kính mời chú rể trọng đạt. Xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, và đây là thành viên mới nhất của đại gia đình nhà gái, chàng rể quý của gia đình nhà gái. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay thì trọng đạt sẽ gọi bố Thuận là bố, mẹ Hòa là mẹ và tân hôn ông Nguyễn Hằng là người vợ yêu thương. Mời tới quý vị trở về với gia đình nhà gái bằng niềm vui hạnh phúc và lựa chọn cho mình một nụ người yêu thương. Vẫy lên một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cho gia đình nhà gái chào đón rể quý. Xin mời. Mời trọng đạt hướng về với các vị đại diện ông bà bố mẹ của cô dâu Nguyễn Hằng, cúi đầu thật sâu để xin phép mọi người tiến về văn phòng đón người vợ của mình. 1, 2, 3 xin mời. Xin mời bố Nguyễn Trọng Thuận sẽ nâng cơn chầu này trở về mặt thờ bên trên để thực hiện nghi thức dâng hương và làm lễ nhập gia cho chàng rể quý. Trọng đạt, em tiến về bên trong để đón vợ của mình trở về trước bàn thờ ở